Truyện tích thứ 71, chuỗi hạt măng côi với Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Từ xưa tới nay, chưa có một công đồng nào đưa ra một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định một hai điểm có liên quan đến Đức Mẹ, như công đồng Efeso, Florence, Trente, v.v. Đây là lần đầu tiên công đồng Vatican II thảo ra chương 8 đặc biệt, đưa vào tín lý giáo hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử. Đức Mẹ là chóp đỉnh cựu ước và khai sinh ra tân ước. Khái niệm chương 8 về Đức Mẹ có 5 phần: xác định vị trí Đức Maria trong giáo hội, địa vị Đức Mẹ trong ngôi hai nhập thể, tương quan giữa Đức Mẹ và giáo hội, bổn phận giáo dân đối với Đức Maria, Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày một điểm duy nhất là bổn phận người Kitô hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là đấng trung gian, vừa là đấng đồng công cứu chuộc, vừa là mẹ hội thánh, mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính Đức đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là nữ vương các thiên thần và các thánh nam nữ, cho nên phải gọi là biệt kính, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ thờ phượng một Thiên Chúa ba ngôi, tôn kính các thánh và đặc biệt kính Đức Maria. Thánh Công đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh mân côi, cầu nguyện cùng Mẹ, xin Mẹ là đấng trung gian, thần diệu cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc công đồng, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tuyên bố một quyết định quan trọng chính thức: Đức Maria là mẹ hội thánh và là mẹ nhân loại. Lời bàn: việc công đồng Vatican II đưa ra một chương 8 đặc biệt trong hiến chế tín lý giáo hội nói về Đức Maria là rất hợp tình hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là một người phụ nữ bình thường mà Đức Chúa Giêsu chỉ mượn cung lòng mẹ để sinh ra làm người, chứ Đức Mẹ không phải là một mẹ Thiên Chúa. Đó là một luận điệu xuyên tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc kinh đền tạ trái tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà công đồng Efeso năm 431 đã long trọng tuyên bố Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa Theotokos, vì Đức Chúa Giêsu có hai bản tính, tính Đức Chúa Trời và tính loài người ta, cho nên Đức Mẹ là mẹ trọn vẹn Đức Chúa Giêsu. Mà Đức Chúa Giêsu có bản tính Đức Chúa Trời, thì Đức Mẹ cũng là mẹ Đức Chúa Trời. Amen.